Hello, Công Trần xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi trên đường thì gặp một thanh niên tật nguyền đi ăn xin, và trong đó có một người bố đó các bạn. Thì hôm bữa một clip trước thì mình đã nói với các bạn rồi, thì mình đã nói là mình hứa là mình sẽ cứu hai cha con để có một số vốn nhất định để về quê, để thoát khỏi cái bàn tay của những tên ác nhân các bạn. Thì hiện nay mình đi kiếm một tuần nay các bạn, không có gặp, hôm nay mình mới gặp được. Thì đây là những lời nói của chàng thanh niên các bạn. Chào em. Chào mọi người nhá. Em nói lớn lên. Đường nào thì tôi cũng đã lỡ vào đây rồi. Rồi nếu mà mọi người gặp tôi trên đường á, mọi người hãy giúp đỡ tôi. Tôi làm chỉ có đúng tháng 10, qua nơi là tôi về thôi. Thì nó hứa với tôi rồi. Tháng 10 là tôi đi về. Nó lại bây giờ nó lại không đánh đập nữa. Nó ngoan lắm, nó hiền lắm. Nó thường thường cho gà này, cho mấy ăn thương lắm. Đấy, bên này nó không đánh đập nữa rồi. Thì nếu các bạn mà đi đường á, gặp phải người như tôi nhá, tôi giúp đỡ tôi là 5.000, 10.000 cũng được. Cũng cảm ơn rồi. Bạn hãy là mình giúp tôi nhá. Đấy. Tôi làm quan đây thì về ngay mà, thì nó hứa lên chuyện với tôi rồi, là hai bố con nó cho về mà các bạn nhá. Nhà là có này, hiện nay là hai bố con em nó vâng. Không đánh đập nữa, vâng, đúng không? Đúng rồi. Nó không có hành hạ như ngày xưa, đúng không? Vâng. Bây giờ là nó đối xử tốt, đúng không? Vâng. Hiện nay tôi tối nay ngủ là nó khóa cửa bên ngoài hay là sao? Không, nó cũng nằm kề đấy luôn. À, nó ngủ cùng em luôn. Vâng. À vậy à. Rồi nhưng mà nó không ăn hiền lắm, nó không đánh đập nữa rồi. Bây giờ là không đánh nữa, đúng không? Vâng. À. Thế bây giờ là ước nguyện của em là để cho em một cái cơ hội, vâng, là từ giờ đến tháng 10. Đúng rồi. Đúng rồi, để em về quê, đúng không? Đúng rồi, em tin hứa tình sự luôn, em thề luôn. Là em có nghĩa là nếu mà sang năm các bạn mà thấy tôi nữa, các bạn cứ chửi đánh một thoải mái. Ờ. Tôi làm đúng tháng 10 tôi về rồi. Thì tôi qua nuôi em rồi, tôi về. Tôi làm đúng được cả cái ước mơ tôi thôi. Về bây giờ bạn bè nó cười nhục nhá lắm. Thì tôi đã hứa với bạn bè tôi rồi, đúng tháng 10 nuôi em là về. Bạn bè nó cũng được chấp nhận đồng ý rồi. Đấy, thì các bạn đi rồi gặp tôi, thấy tôi thì hãy ủng hộ giúp tôi nhá. Có nghĩa là, nhưng mà có nghĩa là chân của em là hiện nay là không có bị sao, đúng không? Vâng. Đúng không? Chân của em là ok chứ không có ảnh hưởng gì, đúng không? Vâng. Nhưng mà đây là bắt buộc, vâng, tình thế bắt buộc em phải làm như vậy, đúng không? Vâng. Nhá, có nghĩa là không có sao, có nghĩa là ok. Vâng. Có nghĩa là từ nay trở đi là để cho em một cái cơ hội. Vâng. Tại sao mà nhiều quý vị và khán giả nói với anh là tại sao không cứu bố con em? Vâng. Nhưng mà anh cũng kiếm bố con em từ hôm đấy giờ, anh cũng soi số điện thoại để cho bố với con em gọi. Vâng. Nhưng mà từ hôm đấy không, anh không thấy gọi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là anh không tìm được. Vâng. Nhưng hôm nay anh tìm cả một ngày nay, hôm nay anh mới thấy. Vâng. Đúng không? Nhưng anh muốn ngỏ lời để muốn giúp em. Vâng. Và cho em một số vốn để em về quê. Vâng. Đúng không? Vâng. Nhưng mà em nói là bây giờ thôi, bây giờ để cho em. Vâng. Tạo điều kiện cho em. Vâng. Là từ giờ đến tháng 10, đúng không? Đúng là tháng 10 này này em sẽ về, đúng không? Vâng. Nhưng mà trước nhưng mà trước đây thì nó đối xử với em như thế nào? Trước thì vào nó ngoan hiền lắm. Ờ. Đúng 9 giờ chứ giờ nó cho về. Ừ. Nhưng mà bây giờ nào nó đang cho là 10 giờ 10 nó cho về. Ừ. Đấy, đúng giờ 10 giờ 10 có thể. Bây giờ mưa gió là nó có chở em về không? Có. Mưa gió là bây giờ nó trở về, đúng không? Vâng. À, nhưng mà em có thể cho anh biết rõ lý do ban đầu tiên. Thế tại sao em vào đây? Vâng, nó nói như nào em vào đây? Em muốn bị điều kiện của mình đang thiếu, khó khăn quá. Ừ. Em bị điều kiện cũng có. Ừ. Đấy, bây giờ em đi quyết định vào đây em thử làm một năm nữa sao. Nhưng mà không được, một năm thì không được rồi. Ừ. Nó bảo là tháng 10 là về rồi, cháu yên tâm đi. Đã hứa thì nhiều người đi với nó rồi. À. Bà cháu, bà em đi với nó, bà em có tháng 10 là về. Đi vui là về, bà qua nuôi là về. À, bà ruột hay bà gì em? Bà họ. Không, bà ruột. Bà ruột bà tóc bạc đúng không? Vâng. Nhưng mà bây giờ bà ba ngán rồi, bây giờ bà là biết ông này đang có cãi nhau. Đang cãi nhau đúng không? Nhau nhưng mà bà hiện nay đang ở đâu? Anh chả biết, bây giờ ở gần ở kia mấy ấy con cà phê nào không à, biết. Nhưng mà bà hiện nay có cần giúp không thì anh giúp cho. Bà bây giờ tháng 7 về. Tháng 7 là bà về đúng không? Hiện nay là bà ở Kinh, là ông này đánh cái này. Bây giờ bà này là bán em của mình sang Trung Quốc. À. Đúng rồi. Em gái ông này cũng nói rồi, đó là anh ơi bán em được năm 17 tuổi rồi. Ờ. Bà bảy nước. Ờ. Bán Trung Quốc hai người bán. Ờ. Đấy. Trong đấy có hai ông xe ôm là em biết. À, ông gần quê em. Xe ôm là hiện nay là ở khu vực nào em có biết không? Ở quê em hả? À, quê thì không phải đây đúng không? Vâng. Thế hiện nay địa chỉ của em là thường thường là bây giờ em nó ở khu vực nào em có biết không? Em biết là ngay cây xăng 26 thôi. Ngay cây xăng 26 chứ em không biết địa chỉ chính xác đúng không? Vâng. Thì bây giờ như thế này nhá. Thì thôi đằng nào cũng vậy đúng không? Anh rất sẵn sàng. Vâng. Anh hết lòng anh cứu, muốn cứu em bố con em. Vâng. Bởi vì hôm bữa em đã nói như vậy với anh để anh cứu em đúng không? Thế nhưng mà em anh đi tìm không được. Vâng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh đã ngỏ lời, anh đã cho số điện thoại rồi, đúng không? Vâng. Để cho anh cố tình anh muốn giúp em, muốn cứu em, bố con em và tạo một cái số vốn để bố con em về quê sinh sống, đúng không? Vâng. Nhưng bây giờ em thay đổi ý định, vâng, đúng không? Vâng. Vì bây giờ hiện nay nó đối xử rất tốt với em, vâng, nó không có đánh đập em nữa, vâng, đúng không? Vâng. Thì bây giờ anh cũng tạo điều kiện cho em, vâng, và từ nay tới tháng 10, vâng, nhá. Vâng. Tại sao anh muốn giúp em? À, tại sao anh muốn giúp em là lý do gì? Anh muốn sợ chúng nó chăn dắt, vâng, những cái số tiền em kiếm được, vâng, em không được hưởng, vâng, đúng không? Vâng. Mà em làm lợi nhuận cho chúng nó. Vì vậy anh rất thương em là lý do như vậy. Bây giờ mấy giờ rồi anh? Bây giờ là khoảng gần 8 giờ rồi em. Ủa, anh ơi, bây giờ em phải đi rồi anh ạ. Bây giờ phải đi rồi. Bây giờ phải đi à? Vâng. Nhưng mà chốc nó có trở về hay tự em đi bộ về? Nó trở về luôn. Nó chở em, hẹn nó ở đâu?
Hả? Em hẹn ở đâu? Đúng tam tung bảy, em hẹn đúng tam tung luôn. Em cứ đi này, khi nào nó gặp nó chở đúng không? Vâng. Chứ không biết nó hẹn ở đâu à? Nhưng mà em xin anh, nếu mà anh mà cầm nó chở em ạ, đừng có theo dõi. Ừ không, vâng. Thì được rồi, ok nhá. Về đấy ạ. Ừ. Em cứ gọi cho anh đúng tháng 10, em về, anh ơi em đi xe em nằm rồi. Ừ. Khi nào em về thì em có nhớ cái link Facebook của nó không? Có, Nguyễn Xuyên, đến khi nào mà em đọc cho anh, em nhớ. Nguyễn Xuyên. Nó chưa nhiều Facebook lắm. Nó chưa nhiều Facebook, nhưng mà Nguyễn Xuyên đúng không? Vâng. Nguyễn Xuyên nó có hình đại diện không? Có, hình đứng kề con xe máy. Hình đứng kề cái ẹt đúng không? Ờ, cái chiếc xe này xe ẹt đúng không? Không, xe Jim. À, xe Jim à? Vâng, à. Vâng. Ờ, nhá, thì thôi anh chúc em may mắn, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Ok em, nhá. Có bất kể vấn đề gì gọi điện cho anh cứu nhá. Rồi, ok em. À, kính thưa quý vị và các bạn, đây là hoàn cảnh của hai em ăn xin, người gốc Thanh Hóa. Em mà mình muốn nó cứu em để em có một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà hiện nay thì mình đi kiếm từ hôm đấy là không được các bạn. À, nhưng mà bởi vì trong thành phố nó cũng rất rộng, mình đi tìm có thể là mình đi tìm nó không đúng chỗ các bạn đấy. Thì em nói là cứu em và giúp em một ít vốn để em về quê, thì mình cũng đã hứa với em đấy, cũng y như lời hứa như vậy. Thế nhưng mình cũng đã từng gặp bố em và cho số điện thoại, nhưng mà mình không hiểu lý do gì nhưng cũng chưa gọi điện cho mình. Thì hôm nay mình mới gặp em, bây giờ là 8 giờ hơn rồi, gọi là 20 giờ hơn rồi các bạn. Thì mình cũng gặp em, thì theo những lời tâm sự chia sẻ của em đó, thì em nói là bây giờ thôi, bây giờ nó không đánh đập em nữa, thì hãy tạo điều kiện cho em để từ nay tới tháng 10 đó thì nó sẽ cho em về đấy. Còn lương thì nó sẽ trả em đó, bởi vì hiện nay nó dính líu đến pháp luật rất nhiều, cho nên nó không thể ở đây lâu được đó. Đây là hình ảnh của nó, đây là hình ảnh của em trai nhìn rất dễ thương. Thực sự là em trai chân đi như này nhưng mà chân của em hoàn toàn là lành lặn, không có bị sao cả các bạn đó. Đấy, nhìn rất dễ tội, rất tội, rất dễ thương. Đây là chỉ vì hoàn cảnh điều kiện của em rất khó khăn, em không muốn làm như vậy đấy, nhưng mà đây là vì bắt buộc các bạn đấy. Mình cũng rất mong được mọi người hiểu cho mình. Không phải mình không muốn cứu, mình rất muốn cứu. Mình đi tìm kiếm em rất nhiều, và mình cũng từng theo dõi rất nhiều, để mình bỏ công bỏ việc, để mình muốn giúp cứu hai bố con em. Nhưng mà hiện nay thì hai bố con em nó được đối xử tốt hơn, và nó hứa là tháng 10 nó sẽ cho về đấy. Vì vậy là đằng nào hai bố con em bây giờ cũng bàn bạc với nhau đó, thì nó cũng đỡ hơn, nó không đánh đập nữa đấy. Thì vì vậy em cũng nhắn nhủ là hãy để cho em từ nay tới tháng 10 đó. Vì vậy mình rất mong được quý vị các bạn hãy hiểu cho mình. Cuộc đời con người ta nhiều khi nó cũng rất đắng cay các bạn. Đây là vì điều kiện hoàn cảnh gia đình của em khó khăn, nên em đã chấp nhận nghe theo một cái lời mời dụ ngon ngọt, để giờ đây trở đi thì mắc núi mà trở lại là mắc sông các bạn. Hiện nay mình đang đứng ở chỗ đây là chợ Tân Mai các bạn. Đấy, nhìn rất tội các bạn. Em thực sự là em không muốn như vậy đó, nhưng mà bây giờ lỡ rồi, cuộc chơi gọi là đã lỡ rồi các bạn, nên là không thể làm sao được. Hôm bữa thì em khóc, và mình cũng đã từng gặp bố em cũng khóc, rất muốn cứu. Đấy, mình cũng đã hứa với tất cả mà với em và với mọi người, với quý vị và các bạn, mình hứa là mình sẽ giúp. Đấy. Mình giúp bằng cái tâm của mình đấy, chứ không phải là không. Mình đi tìm kiếm rất nhiều ngày này rồi, nhưng mà hôm nay mới gặp. Đây là vì nhà nghèo, em cũng muốn ước ao có một chiếc xe để đi lại với bằng chúng bằng bạn, nhưng mà có lẽ cuộc đời nhiều khi cũng rất khó nói các bạn. Con người khi vì một tiếng gọi ngon ngọt có một điều kiện tốt hơn đấy, nhưng mà nhiều khi không được như ý muốn các bạn. Trong cái video này mình cũng rất mong
được mọi người hiểu. Mình rất muốn giúp em, chứ không phải mình không muốn giúp. Đấy, nhưng mà em lại hẹn với mình tháng 10 để cho em một ít vốn để em lấy tiền em về quê. Thì mình cũng nghe theo những ý nguyện của em. Rồi có lẽ video mình cũng xin kết thúc tại đây. Mình xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng và hẹn gặp lại.